thế là sáng mai mình đến mấy giờ anh nhỉ? À đúng rồi, đến chờ đã, chờ các cháu lên nó xác nhận để sáng mai họ quay cùng cho mình xin với tầng hai cho sự kiện cấm khách lên tầng hai. À chờ này chờ đi nắng thì mình mất chủ động. Mình vẫn chủ động hả? Tại vì bây giờ nó tan học cái gì nó mới qua được. Mình hòa qua thôi. Bảo là bà cọc trăm như thế nào triệu bảo tôi bọn em học sinh tôi giảm giảm đi mọi người chứ 500 là cái nào 500 đi nhé. Thế thì chắc là như vậy thì mai thì vẫn qua ấy, thì mai mình mới qua cái kế hoạch của mình là gì bây giờ mình ở đây luôn đúng không? Sau lúc qua đấy thì mình chỉ vài phút thôi đúng không? Thế khi vào bảo là đây là thế nào vậy? Thế nào đấy? Chỉ vài phút để cũng như là bây giờ là 5 giờ rồi, mình chờ tí nữa lúc nào mà nó qua thì cũng khi qua làm được luôn, tốt với quán luôn để thấy tiếp nhân sự có gì luôn. Ngày mai là mới chỉ sơ sơ và nếu mà mang 9 người rồi mới được cấp mã số